Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự chuộc tội. Định nghĩa trong Kinh Thánh về sự chuộc tội là gì? Cách sử dụng thần học của thuật ngữ sự chuộc tội đề cập đến một nhóm các ý tưởng trong Cựu Ước tập trung vào việc đẩy sạch sự u uế cần phải được thực hiện để ngăn chặn Đức Chúa Trời rời khỏi đền thờ, và các quan niệm trong Tân Ước rằng Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta và rằng chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sự chuộc tội có nghĩa là gì? Sự hài lòng hoặc sự sửa chữa cho một sai lầm hoặc thương tích, sửa đổi, đôi khi viết qua đầu tiên. Thần học, giáo lý liên quan đến sự hòa giải của Đức Chúa Trời và loài người, đặc biệt khi được hoàn thành qua cuộc đời, sự đau khổ và cái chết của Đấng Christ. Ví dụ về sự chuộc tội là gì? Một ví dụ về sự chuộc tội là khi một người đàn ông không chung thủy với vợ và sau khi thú nhận, anh ta thành thật xin lỗi, cắt đứt mọi quan hệ với người tình, tham gia tư vấn các cặp vợ chồng và làm bất cứ điều gì có thể để bù đắp cho vợ và lấy lại lòng tin của cô ấy. Chúa Giêsu đã chuộc tội chúng ta như thế nào? Họ đề xuất một lý thuyết được gọi là sự thay thế hình phạt. Trong đó Đấng Christ lấy hình phạt tội lỗi của con người làm việc thay thế cho họ, do đó cứu con người khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi. Do đó việc thay thế hình phạt cho thấy Chúa Giêsu cứu mọi người khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì những hành động sai trái trong quá khứ của họ. Tại sao sự chuộc tội lại quan trọng trong Cơ Đốc giáo? Vai trò của sự chuộc tội là lý tưởng với mối quan hệ những con người và Đức Chúa Trời được chữa lành. Đức Chúa Trời và loài người trở nên thống nhất. Cơ Đốc nhân tin rằng cái chết của Chúa Giêsu và do đó sự cứu rỗi của Ngài cho phép con người bắt đầu quá trình chuộc tội. Tại sao chúng ta kiêng ăn trong ngày lễ chuộc tội? Trong tiếng Anh, Yom Kippur có nghĩa là ngày của sự chuộc tội. Nói một cách đơn giản, ăn chay là một phương tiện để phản ảnh và ăn năn tội lỗi của bạn. Yom Kippur đến 10 ngày sau lễ Rosh Hashanah hoặc bắt đầu năm mới của một đường người Do Thái, nơi bạn cầu xin Chúa tha thứ để tên của họ có thể được ghi vào sách sự sống. Ý nghĩa của ngày lễ chuộc tội là gì? Yom Kippur là ngày linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái. Đó là ngày chuộc tội sau năm mới của người Do Thái, Rosh Hashanah. Về vấn đề này, ngày người Do Thái cầu xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của họ để bảo đảm một số phận của họ. Nó còn được gọi là ngày Sa-bát. Sau đó, người Do Thái có thể ăn tiệc, phá vỡ sự nhanh chóng. Sự chuộc tội bao gồm những gì? Hay thương xót chỗ và nắp vàng đặt trên hòm bia giao ước với đánh đập khỏi đầu để che tạo không gian cho đó. Gia quả đã được gọi cho xuất hiện. Điều này được kết nối với các nghi lễ của ngày lễ chuộc tội. Mục đích của sự chuộc tội là gì? Sự chuộc tội cũng là sự chuộc tội là khái niệm về một người thực hiện hành động để sửa chữa những hành động sai trái trước đây của họ, hoặc thông qua hành động trực tiếp để xóa bỏ hậu quả của hành động đó, hành động tương đương để làm điều tốt cho người khác, hoặc một số biểu hiện cảm xúc khác hối hận. Tại sao sự chuộc tội lại quan trọng trong Cơ Đốc giáo? Vai trò của sự chuộc tội là ý tưởng về mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời được chữa lành. Đức Chúa Trời và loài người được trở nên thống nhất. Cơ Đốc nhân tin rằng cái chết của Chúa Giêsu và do đó là sự cứu rỗi của Ngài cho phép con người bắt đầu quá trình chuộc tội. Tại sao cần máu để chuộc tội? Yêu cầu rằng máu phải được đổ ra để chuộc tội cho tội ác vốn đã nảy sinh ý tưởng rằng sự cứu rỗi sẽ bị chậm lại trừ khi hình phạt này được tuân thủ. Bởi vì luật sẽ vẫn chưa được thực hiện, niềm tin vào sự cần thiết của máu đổ và cái chết để bù đắp cho tội ngoại tình và giết người. Chúng ta được cứu rỗi đức tin hay ân điển? Lời Chúa, Đức Chúa Trời nói rằng,
chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, chứ không phải nhờ nỗ lực hay công việc của chúng ta. Ân điển đơn thuần có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ và cứu chúng ta không phải vì chúng ta là ai hay chúng ta làm gì, nhưng vì công việc của Đấng Christ. Điều gì đã xảy ra vào ngày chuộc tội? Yom Kippur là ngày linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái. Đó là ngày chuộc tội sau năm mới của người Do Thái. Về vấn đề này, ngày người Do Thái cầu xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của họ để bảo đảm số phận của họ. Nó còn được gọi là ngày Sa-bát của Sa-bát. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.